Hello mọi người, bây giờ sẽ đến cái phần xử lý giò thứ hai. Giò hoàng thảo lồi đang hoa rất là đẹp như này, sẽ sang chậu luôn. Chứ mình tranh thủ mình làm nên mình không muốn chờ đợi. Cho nó sang để nó phát triển cho mùa tới. Đấy, cái cách làm thì cũng tương tự như là lúc buổi sáng đây, nhưng mà chậu này mình sẽ phải ngâm vào nước, ngâm nước để mình gõ cho cái chậu này ra nhấc ra, chứ mình sẽ không 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 cắt giống như buổi sáng mình làm đối với chậu hoàng phi hạt nữa. Rất là xinh luôn. Thế và đây là cái chậu là mình sẽ cho nó sang, kích thước của nó vẫn là 30 cm, to vật vã luôn. Để vào đây để cho nó có đủ cái độ ẩm để cho nó chống chọi với mùa nóng năm nay. Đó. Bây giờ mình sẽ bắt tay vào việc. Trước tiên là mình sẽ ngâm cái này vào cái chậu nước cái đã. Đây mọi người ạ. Bắt đầu cái quy trình để là ngâm ngâm vào một lúc để mình sẽ nhấc nó ra cho dễ nó bong ra khỏi cái chậu này đã. Chuyển sang cái chậu mới, giá thể mới để cho nó phát triển tốt hơn, tranh thủ tưới luôn. Đấy, củ lồi đấy, thay lại cái chậu mới. Cái chậu này nó nhỏ quá mà. Đấy, nếu mọi người để ý kỹ thì cái rễ của nó, cái dòng này rễ nó phát triển cực tốt luôn, rất là khỏe luôn, nên là nó bít ra như vậy thì cũng mùa tới cũng sẽ khó là để nó phát triển được tốt hơn nữa. Rồi, bây giờ mình sẽ để đây khoảng 10 phút. Nước ngập thẳng căng luôn nhé mọi người nhé. Đấy, ngập luôn cả cái thành chậu này này. Đấy. Ngâm như vậy mới thấy trong cái giá thể của mình nó khá là bẩn. Đấy, nó đã rơi ra như thế. Ngâm vào như vậy thì những cái con mà nó ký sinh trong này thì nó cũng sẽ bơi ra, nó cũng không chịu được. Mình sẽ áp dụng cái cách này để là diệt ốc sên, nó sẽ vất vả hơn một tí, thế nhưng mà là sẽ phải sử dụng cái vôi đấy, vôi dùng cho nông nghiệp ấy, vôi đã tôi rồi. Nên mình sẽ ngâm vào đây mỗi giò khoảng 10-15 phút để là xử lý, một là vừa xử lý giá thể, hai là sẽ khử sên, bắt buộc phải như thế thôi mọi người ạ. Chứ còn thì là phun thì nó chỉ giải quyết được một 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 cái thời điểm nhất định thôi, trước mắt thôi. Đấy, mình dùng mấy cái gọi thể loại là diệt ốc diệt điếc rồi nhưng mà cũng không ăn thua, cứ phải áp dụng cái biện pháp truyền thống đấy thôi, trị tận gốc. Hôm nay mình kiểm tra một số giò mình đã sau khi đã phun thuốc muỗi đấy. Nhìn bề mặt của nó thì không không có đấy, bới sâu lên đấy và bỏ cái vỏ miếng dưa hấu lên thì một lúc sau thấy các con rể lóc ngóc ngoài lên, vẫn có trong giá thể, vẫn còn không trị tận gốc được, nên là sẽ phải sử dụng cái cách đó để là xử lý sên. Đấy, khi nào mình tiến hành thì mình lại quay để cho mọi người là cùng xem cách làm, là nó đơn giản vậy thôi. Còn bây giờ thì mình sẽ phải đợi cái này, và trong khi đợi thì mình sẽ xử lý cái chậu này, sẽ rửa qua nó đi một chút, sau đó thì là bây giờ mọi cái công tác chuẩn bị đã xong rồi, chỉ đơn giản vậy thôi. Giá thể thì vẫn là than và
Bây giờ mình sẽ quay sang mình xử lý cái chậu này, đưa nó ra và để nó chuyển sang cái chậu mới. Sẽ chuyển sang cái chậu này. Đây mọi người, sau khi là tháo dây rồi tháo vỏ của nó ra như này, chậu này, là sẽ rễ, bộ rễ nó vẫn còn rất là tốt luôn. Đó, mình sẽ chuyển sang cái chậu kia. Vừa rồi định làm cái kiểu đấy, tức có nghĩa là ngâm vào sau thì rút lên là không được, bởi đây là nó ở trong này nó có những cái gờ gờ này này, nó bám vào rất là chắc nên không thể làm theo cách đấy được. Cái đối với chậu 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 đất nung ấy thì mình có thể ngâm vào sau mình là lột nó lên là, nhưng mà riêng đối với chậu nhựa này bắt buộc phải hy sinh, phải cắt một cái đường dạch như này để lấy nó ra. Đấy, thế như vậy là ok rồi. Dự qua thì nó sạch sẽ, thì bây giờ là sẽ chuyển nó sang cái chậu kia thôi. Đây, chậu sau khi được xử lý thì sẽ chuyển sang cái chậu mới như này. Vẫn đang để cho nó nằm sóng xoài đây. Đây là những cái vỏ thông cũ, cái nào mà nó rơi ra thì mình bỏ hết, còn cơ bản là mình vẫn giữ nguyên như vậy. Trông là chậu này. Rú rượi hết. Mất một ngày như vậy thôi mọi người, để thay sang đây để nó phát triển là tốt hơn. Những cái rễ này này nó không có chỗ để bám nên là nó bị các cái đầu rễ nó bị hỏng hết. Bây giờ mình sẽ buộc nó lên và là sẽ cho ra thể vào để cố định nó. Đây mọi người nhé. Sau khi mà lên form về cơ bản thì nó sẽ như này. Đấy. Sau khi mà xử lý rồi đấy, mình sẽ buộc lên như vậy. Mình sẽ phải bổ sung thêm một cái vòng ở dưới này nữa để đỡ những cái cây nó còn non non này này. Đấy, đỡ đỡ nó lên, dìu dắt nó lên. Và sẽ phải cắt đi một số cái thân. Nó đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Đấy. Cũng không còn việc gì phải tiếc nữa cả. Đấy, hoa này. Sai hoa nhiều thì thân nó cũng teo tóp đi thôi. Đấy, hoa vẫn là đẹp nha mọi người nha. Lem lem vào cái bụi than này thì nó có vấn đề. Đây, đấy, nó nhiều hoa thì là nó sử dụng kiệt cái thân này đi. Đấy, mình sẽ cắt cắt cái phần này đi. Cái phần này thực ra là nó còn có những cái mắt đấy, mắt ngủ ấy. Cái này đương nhiên nó sẽ lên kia. Nhưng mà mình sẽ không để nữa, mình sẽ cắt sát vào trong này để cái mầm gốc của nó sẽ tự ra rễ và phát triển lên thôi. Đấy, cắt sát ở đây. Ok. Đấy. Cái phần này thì mình sẽ xử lý bỏ vặt hoa đi, vặt hết cái hoa trên này đi để vứt lên trên giàn thôi. Nó sẽ mọc lên kỳ và khi đấy mình có thể trưng dụng để ghép lên những cái giá thể là phù hợp của mình. Rồi ok, cảm ơn các bạn nhé, tạm biệt. Nhiệm vụ của các bạn đã hoàn thành. Đấy. Bạn này thì vẫn còn đang mập thì cho bạn ấy ở thêm một vài ngày nữa, ngắn ngắn nữa. Vậy thôi, như vậy là đã xong rồi. Bây giờ là mình xử lý, mình cho thêm giá thể vào thôi để nó phát triển trong mùa tới thôi. Đấy, là một lại một mùa là thách đấu căng thẳng với thời tiết. Đấy. Xinh tươi luôn. Em vẫn là un lồi thôi. Ui ui. Đây. Đấy, chậu nó sẽ to hơn và nó sẽ phát triển là tốt hơn.
Đây là thành quả sau khi mà đã tuốt tát là xử lý lại cho cái giò hoàng thảo u lồi của mình. Cùng với đó thì mình buộc lại, mình thay giá thể và mình cắt hết hoa rồi. Đấy, một mớ hoa đây, vặt hết luôn. Ngắm thế là đủ rồi mọi người ạ. Thì là mình cũng phải là nghĩ đến cái tương lai cho cái những cái mùa sau. Đấy. Đơn thuần là than thôi mọi người nhé, than thôi. Mình để cao hơn một tí so với cái mặt giá thể mới, để mục đích là để cho những cái rễ nó ra, nó bò xuống, để cái gốc của nó lúc nào cũng được là thoát ẩm. Đấy. Không bao giờ phải lo là nó bị úng, bị ngập gì cả. Mà cái này mình để lại có một tí tẹo này, nó cũng không còn là sắc sảo nữa, không còn nét nữa. Vặt luôn đi để là xử lý. Sau khi làm xong cái thay sậu trong riêng đối với cái giò này thì mình sẽ phải xử lý thêm một tí. Mình sẽ dùng hùng nguyễn để là mình phun. Một là để là kích thích cái bộ rễ của nó là ra mới. Hai nữa là sát khuẩn. Đấy, các bác nhìn thấy là em làm thì là toàn là làm tay không bắt giặc thôi. Đấy, không có một cái biện pháp, không có cái xử lý mà theo các cái bước nhiều chuyên gia chia sẻ đâu, sát khuẩn rồi thì dùng kéo nó phải sạch sẽ, nó phải kia thì này tay chân này lem nha lem nhem. Nếu bây giờ mới đến bước để là sát khuẩn cho nó phun đấy, để kích thích mầm, kích thích rễ và diệt khuẩn. Đấy, đấy là cái chậu lồi của em sau khi đã được là xử lý. Đó, có cho nó một ít là phân chuột quế vào trong này rồi. Bây giờ thì là xử lý. Nãy sáng nay con đi mua một cái chai siêu lân đỏ, nhưng mà không biết là có phun luôn bây giờ được không. Đấy, mục đích là để tăng cường bộ rễ mọi người. Bộ rễ của nó bây giờ là có vẻ là còn hơi yếu, chưa chưa được ổn lắm. Rễ cũ thì nó tốt như này, mà rễ mới thì những cái thân mới này mặc dù nó rất là to xác rồi nhưng mà rễ rất là kém, lại còn phụ thuộc vào bố mẹ và ăn bám bố mẹ. Bây giờ là cắt tiệt thôi, cắt hết đi. Hòa vẹt này thế là đủ rồi. Đấy, hạ hết luôn, không để nữa. Ngắm thế thôi là đủ rồi. Tuần nay hơn tuần rồi nó hoàn thành nhiệm vụ rồi. Mà cái này mà không cắt đi ấy, nó cái cây này nó rất là hay chịu khó ra quả nhé. Không không cắt đi là nó đậu quả khá nhiều đấy. Đấy, đậu quả nó phải nuôi nữa cơ, nên là thôi cắt đi, không cần phải quả quyết gì cả. Cho lên thế thôi, kết thúc mùa 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 u lồi năm nay. Còn ngắm hoa, muốn ngắm hoa thì đợi tí nữa, đợi cái giò này, giò leo teo này đấy, nụ đang to đùng lên này, chuẩn bị là có hoa rồi. Đó, lại có hoa ngắm chơi chơi vậy thôi. Còn bây giờ là xử lý cái này. Đó, hoa nó bông nó to lắm nên là khá là nhiều. Đấy, bắt đầu xử lý. Như vậy là đã xong mọi người ạ. Như vậy là mình đã hoàn thành xong cái việc là thay chậu cho cái cây u lồi, chậu u lồi của mình này. Bây giờ thì để cho nó là phục hồi thôi. Cái vị trí này không phải là vị trí lý tưởng để treo cái giò này đâu. Tạm thời thì hôm nay mình vẫn để nó ở đây đã. Mà cái vị trí mình chọn trong cái phòng, trong cái vườn của mình nó là cái vị trí mát nhất. Đây, có gió thông thoáng mát nhất. Mình vừa xử lý xong cái hùng nguyễn nguyễn đây rồi, và mình có pha lẫn cái gì nhỉ, siêu lân đấy, phun lẫn trộn lẫn với nhau. Chết thì phải chịu, mà không chết thì nó sẽ tốt. Đấy là cái cách làm của mình trồng đối với cái dòng hoa thảo u lồi này, đơn giản vậy thôi.
Nếu mà người theo dõi kênh của mình để là xem cái sự phát triển của nó trong cái mùa này nhé. Một số cái tín hiệu nó không được khả quan lắm. Đấy, vừa rồi thay ra thì mới biết là có hai cái này, cái thân này và cái thân này là nó đã có biểu hiện của việc là thối gốc rồi. Đấy, lý do mình chưa biết mà nó là tại sao thế, nhưng mà đã có biểu hiện như vậy rồi, mình không không kịp thời thay ra thể thì có lẽ là sẽ có cái kết quả xấu đối với cái giò này. Đấy, cảm ơn mọi người đã quan tâm là theo dõi video nhé. Mọi người cùng chờ đợi để là ngắm hoa thì thêm một thời gian nữa vào cuối mùa. Còn mấy thân là cắt thì đây vứt chồng chơi đây rồi, hoa nó vẫn cũng còn khá là đẹp. Thôi thế thôi, ngắm vậy thôi là được rồi. À đây cho mọi người xem trắng trắng thơ lôi bằng đẹp thơm, vẫn là hạt vĩ. À, để giò Hoàng Phi Hạc thay chậu lúc sáng, chuẩn bị khủng đến nơi. À, và kèn kèn vẫn là như vậy thôi. À, cảm ơn tất cả mọi người.